Xin chào, tôi là Huy, 18 tuổi. Cũng giống như các bạn, tôi đã đỗ đại học và chính thức đặt một chân vào ước mơ của mình. Từ trước tới nay, tôi là một thằng rất tự tin. Không điều gì có thể làm khó tôi, chỉ trừ... Đây là Khánh và Bình, hai thằng bạn đã học cùng tôi từ những năm cấp 3. Còn đây là Hà Vi, cô bạn cùng lớp, là crush của tôi. Ê, tuần tới nhóm mình phải làm bài tập nhóm ấy, còn phải thiết trí bằng tiếng Anh ấy. Liệu bạn làm đi nhá. Thế thì Khánh với mình sẽ làm nội dung, tớ làm slide, còn cậu làm thuyết trình nhá. Xin thề là lúc đó tôi không nghĩ được gì. Đây là lần đầu tiên Hà Vi nói chuyện với tôi. Làm sao tôi có thể nói với bạn ấy là tôi không biết tiếng Anh cơ chứ? Sau vụ này thì tôi thất bại hoàn toàn. Cả nhóm đều bị điểm kém do tôi. Vậy là chính thức mất điểm trong mắt Hà Vi. Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi như thế nếu tôi không biết đến Long Master. Có lẽ đây là giây phút tôi tự tin vào chính mình nhất. Khi có ngoại ngữ, tôi tới gần hơn với ước mơ của mình và tôi tự hào vì được sống là chính tôi. Trên hành trình trưởng thành, tuổi trẻ của mỗi chúng ta đều trải qua muôn vàn kỷ niệm vui buồn. Dù tương lai mai sau thế nào, cũng xin cảm ơn tất cả chúng ta vì đã luôn ở đó, kề bên, đồng hành và chia sẻ cùng nhau.